thì trong cái tổ chức các bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này thì nó bao gồm cả cái viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và gan nhiễm mỡ không do rượu mà không phải phải cái gì muốn mà để phân biệt hai cái này thì phải dựa vào lâm sàng là bệnh nhân của bệnh khó là bệnh nhân của bệnh và đây là cái câu chuyện để mình nói tiếp trong cái trường hợp mà gan nhiễm mỡ nào mình phải cần phải quan sát và mình theo dõi kỹ là trường hợp nào gan nhiễm mỡ mình có thể là mình không cần phải cũng theo dõi quan sát thì cái chỗ này mình sẽ lưu ý cái này hãy này là cái mỗi những cái nguyên nhân mà cái tổn thương gan là mình nói chủ yếu là cái này viêm gan nhiễm mỡ không do rượu nó nằm ở trong chung trong cái nhóm này nhóm lớn đó đó là các cái bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu trong đó gồm có viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và viêm gan và gì gan nhiễm mỡ không do rượu mà không phải rồi rồi đúng không rồi mình sẽ rõ cái thuật ngữ này trước khi mà mình nói chi tiết ha. Thì cái gánh nặng mà những cái các bạn thấy là tỷ lệ lưu hành của các bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này là nhiều thì đó là 25% nằm cả trên thế giới là của hãi cái tỷ lệ mà viêm gan nhiễm mỡ không do rượu thì ở đó là khoảng 12% trên thế giới là 25% và tỷ lệ bệnh nhân mà viêm gan nhiễm mỡ tôi phải cố gắng dùng từ đó để các bạn quen cả ha rồi sau đó thì mình sẽ nói đến những cái từ viết tắt như thế ha viêm gan nhiễm mỡ có sơ hóa mỡ cứng 3-1 tỷ lệ nó ở châu Á thì cũng 3-1 rồi và tỷ lệ bệnh nhân mà có cái bệnh gan nhiễm mỡ không chơi được có cái BMI mà dưới 25 kg thì bé không da ha thì đó khoảng 19% thì các yếu tố nguy cơ của cái bệnh gan nhiễm mỡ không chơi được đó là gì và béo phì hội chứng chuyển hóa có cái thành phần mà gen mạnh hơn ha nó cũng là tiền đề đến số lượng chuyển hóa rồi thế thì tình hình gan nhiễm mỡ hiện nay thì sao? Thì mình thấy là cái tình hình béo phì ngày càng tăng, béo phì ngày càng tăng ha. Thì béo phì tăng 27% người lớn và 47.1% trẻ em ngày càng được chăm lo, chú giáo, ép ăn nhiều hơn, đúng không? Tuổi thơ đây có ai ở đây béo phì không? Không ạ. Là có còn đúng không? Giờ thế này các bạn, nè em của bạn, cháu của bạn, nhà ai vậy? Dạ. Thực sự nó không ổn đâu. Người Việt Nam ấy, ba các ba ông và bố mẹ thì không nói nha, giờ ta đã thay đổi. Ở thời điểm này là ông đã thay đổi rất nhiều cái quan điểm về tuổi trẻ rồi. Nhưng mà các ông, các bà, ông bà nội, bà ngoại thì sao? Vẫn phải thấy là cháu cũng buồn miệng, đúng không? Buồn miệng của chúng ta đáng yêu, một đứa nào thì cái dài nhặt ra là cái đầu của ba mẹ nó, đúng không? Là nuôi con cái gì mà người dài hay là thực tế là những đứa mà buồn miệng như vậy thì nó là mình là cái nguy cơ đáng bị đúng không? Và một phần về làm cái cách chăm sóc ngay từ trong những cái giai đoạn đầu của trẻ và sau đó là gì ở giai đoạn mà trẻ từ 3 đến 6 tuổi và sau đó là tuổi mà từ sau trên 6 đến 2 tuổi là gì tiếp cận với lại các bạn thức ăn nhanh 3 đến 6 tuổi và 0 đến 3 tuổi thì ba mẹ cho ăn lúc ăn nhiều quá đúng không ạ từ 3 đến 6 tuổi ăn rồi thì là uống nước ngọt nè các bạn ăn nhanh hơn nên tỷ lệ béo phì ở trẻ càng ngày càng tăng lên đó rồi và từ đó mình cũng thấy được tỷ lệ lưu hành toàn cầu của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu này nó là 24% tất cả các châu lục ở châu Á của mình đứng ở đây 27% và tỷ lệ béo phì ở Việt Nam hiện nay là khoảng 25% dễ phát ra đúng không
lại nói rồi nghe những mọi này đang nghe những mọi không nghe được mà mình lại nói đến cái tỷ lệ đó thì đây bởi vì hai cái đó có một cái mối tương quan với nhau nha. Mình có thấy là những cái bệnh lý mà gây nhiễm mỡ không do độ này nha, bao nhiêu mỡ không do độ này nó liên quan trực tiếp đến những cái bệnh lý của chuyển hóa. Trên các cái đối tượng bệnh nhân có đối với chuyển hóa có béo phì, đái tháo đường v.v. thì cái tỷ lệ gây nhiễm mỡ không do độ này rồi đây các bạn thấy là gì, đây các nghiên cứu cho thấy là gì, 100 ca đái tháo đường không có tiền sử uống rượu, không có bệnh lý gan hay gì khác à. Nhưng mà siêu âm ra thì thấy có gì, có gan nhiễm mỡ trên siêu âm và khi sinh huyết ra 49/100 cái ca mà đái tháo đường đó là siêu âm có bệnh gan nhiễm mỡ và 32% trường hợp sinh huyết ra thì có đến 87.5% đó là cái lát này có nghĩa là viêm gan, viêm gan gì và đến là gì 21% nó có cái và cái siêu âm nghe nó là đến cái sơ gan, tức là mức độ sơ hóa của nó lên F3. Như vậy thì từ cái bệnh lý này, từ cái bệnh gan nhiễm mỡ này thì cái tỷ lệ mà viêm gan nhiễm mỡ chỉ khoảng 10-15%. À, sơ gan khoảng là 5-8% và diễn tiến của các sơ gan và bệnh viêm gan là 12-8% trong một vài năm. Như vậy các bạn thấy đây được thấy là bài gì, cái bệnh gan nhiễm mỡ hay đặc biệt đó là cái gì, cái viêm gan nhiễm mỡ không do được đó là những cái trường hợp nào nha, anh ta không có gì nữa và đây chỉ có những bất thường về sức khỏe cái bệnh lý về sức khỏe rồi. Vậy rồi định quay lại cái định nghĩa cái hàm đòi gan nhiễm mỡ, cái đòi gan nhiễm mỡ tức là nhiễm mỡ trên 5% tế bào gan trên mô hồng hay gan nhiễm mỡ trên mô hồng ở loại trừ các nguyên nhân gây nhiễm mỡ khác thì cho rượu những vấn đề này các những tác nhân khác không phải là mình đã loại trừ rồi ha. Thì nguyên nhân của cái gan nhiễm mỡ này có thể là do cái bệnh gan nhiễm mỡ không được hoặc là nhiễm mỡ thứ phát do rượu hoặc do thuốc do virus nha. Bây giờ thì khi các bạn thấy bệnh nhân có gan nhiễm mỡ trên lâm sàng thì cái mình coi luôn đó là gì, nó do nguyên nhân nào, nó do nguyên nhân có nghĩa là cái tổn thương bên gan mà mình đã có hiện hữu rồi nhưng mà tổn thương theo chiều hướng nào nha, do nguyên nhân gì, do rượu hay không phải do rượu, do virus hay không nha, hay là các cái nhóm bệnh chuyển hóa này đây là tổng số đây là những cuốn là cái sơ đồ cho thấy cái cơ chế bệnh sinh của cái bệnh gan, cái viêm gan thì vẫn không như được. Chú ý là cũng tương tự như vậy, tương tự như trong trường hợp do rượu thì người ta thực tế là những cái nghiên cứu về cái cơ chế bệnh sinh này nó có rõ ràng và nó là một cái mối đa tác động đến cái hậu quả của cái tổn thương gan và người ta cũng chưa có ứng dụng nhiều cho cái tổn thương những cái chế độ sinh này vào cái điều trị khi người ta thấy được đó là sự xuất hiện của các cái tế bào viêm kích hoạt các cái ở các cái do kích hoạt các cái tế bào viêm thôi nha. Cái đại bào gan không và nó hình thành viêm viêm mạng tính hình thành cái dạng sơ vậy thôi, nó là tóm tắt lại các bạn có thời gian các bạn sẽ đọc kỹ hơn sơ đồ nha. Rồi những biến tự nhiên thì sao, từ cái gan bình thường nha thì bệnh nhân có thể là diễn tiến ví dụ như là tỷ lệ mới mắc khoảng 60% thì có thể đáp ứng được đây là đại đầu mới đến giai đoạn sơ hóa tiến triển thì trong vòng 3 năm hơn thì đảo ngược thường là không, nếu như không can thiệp thì sẽ không đảo ngược được, muốn đảo ngược được thì phải có sự can thiệp rồi đến giai đoạn sơ hóa như giai đoạn đầu thì cái khả năng mà nó thoái luôn đảo ngược lại rất là khó và khi bệnh nhân đã sơ gan rõ ràng thì đến phát triển ung thư gan thì không đảo ngược và là cái diễn biến tự nhiên
rồi các cái video mà cơ mà để đánh giá đèn ở bên trường đó là gì? Ở đây mình hoàn thành mục đích của mình là gì? Ở đây tóm lại mình đã phải cho chị lại từ các cái bệnh lý cho siêu vi ha nhiều rượu à, tại từ cái tình trạng sử dụng thuốc mà không mua rồi thì mình đã nghĩ đến xin tiếp ở thị trường này. Tuy nhiên đó là cái kỹ thuật xâm lấn cho nên cũng hạn chế sử dụng, nhưng mà các bạn thấy nãy ngay từ đầu rồi cái tổn thương cái viêm gan mà viêm gan nhiễm mỡ do rượu viêm gan nhiễm mỡ không do rượu và đấy là viêm gan nhiễm mỡ cái bệnh gan nhiễm mỡ mà nó không phải là cái NASH đó thì nó là sao phải không bị dựa vào cái gì cái dạng của bệnh các trường hợp khó quá thì mình phải dạy mình phải làm những cái bệnh thôi. Thế những cái phương pháp không xâm lấn thì trên thì bệnh nhân có nguy cơ cao, việc các phương pháp xâm lấn thì bệnh nhân có nguy cơ cao, việc bệnh nhân béo phì, đái tháo đường, bệnh nhân máu, bệnh nhân chuyển hóa. Thì trên những đó đối tượng bệnh nhân này, mình sẽ lại nghĩ đến cái nguyên nhân này. Loại trừ các nguyên nhân khác như rượu, vitamin C, các loại thuốc, rồi các cái chẩn đoán hình ảnh siêu âm. Các xét nghiệm thì hết hơn 50% là mình trả ra về kết quả cho bệnh nhân rồi hoặc các cái chỉ số khác như là đo lên cái mức độ cái nhiễm mỡ như thế nào ha, sơ hóa như thế nào ha, cái chỉ số là từ năm của bệnh về nhiễm mỡ, các bạn có thể học thêm hiểu thêm ha. Thì chẩn đoán mức độ gan nhiễm mỡ thì thông thường là chỉ chẩn đoán bằng cái hình ảnh học, thông thường nếu mình làm cái lâm sàng chúng ta chẩn đoán bằng hình ảnh học thôi, nhắc lại cái sinh lý trường hợp này một loại cân nhắc trong cái sinh lý thì đây CT MRI hoặc là cái khắc NIS này chỉ gọi chính xác cao chỉ cao còn siêu âm do thì sẵn có như trước thông thường là vô khám định kỳ này kia thì gặp siêu âm. Thế thì siêu âm thì nó cũng nó chi tiết thấp nhưng mà cái độ nhẹ nó thì độ nhẹ nó thì tuy là cao nhưng nó cũng phụ thuộc khá nhiều vào cái tay nghề của mình thôi. Vì các bạn thấy là siêu âm thì nó phụ thuộc vào cái siêu âm thì có một mình bác sĩ siêu âm thì thấy đúng không ạ? Có nghĩa là chụp lại những bác sĩ siêu âm khác thì người ta thì không có nhìn thấy rõ dù chụp được đúng cái góc cái độ nó như thế nào. Còn như trường hợp cái đầu tròn hướng đầu tròn trên mặt là cách mà di chuyển đầu tròn một trong những trường hợp sớm hơn có thể không có hiện ra rồi ví dụ trên những đặc điểm thông thoáng hơn tăng này giảm hơn vùng sâu mờ hoặc hoàn toàn máu vân thì không phát hiện gan nhiễm mỡ là dưới 10% ha, hoặc không có thể chính xác gan nhiễm mỡ đơn thuần và viêm gan mỡ không xác định chính xác độ sơ hóa của gan. Đó là cái siêu âm nó có những giới hạn như vậy rồi ngoài ra chúng ta mức độ gan nhiễm mỡ nó có định lượng mỡ rồi thì cũng có cắt trên cái spiral scan ha. Đây là cái kỹ thuật tương đối là mới trong nhiều năm gần đây người ta sẽ sử dụng rồi chúng lại là khi thấy nhân viên còn có gan nhiễm mỡ không đưa được thì mức độ xác định cái gan nhiễm mỡ đơn thuần hay là gan nhiễm mỡ mà viêm gan nhiễm mỡ không do rượu thôi. Nếu mà viêm gan nhiễm cái gan nhiễm mỡ mà đơn thuần thì kia thì nó sẽ không có tổn thương cái lòng gan, do là bệnh nhân sẽ phục hồi được. Cho nên nếu viêm gan nhiễm viêm gan nó là có cái gì là viêm gan nhiễm mỡ không do rượu rồi thì có nhiều khả năng nó sẽ dẫn tới là gì tổn thương gan, thành gãy xương, dẫn đến sơ gan sẽ tệ hơn là ung thư gan. Rồi, ngoài ra các cái phương pháp không xâm lấn khác của bệnh nhân ấy, thì trên bệnh nhân có thể là các cái men gan, nhắc lại cái gan có thể tăng nhẹ trung bình thôi. Rồi các cái nguyên nhân khác để tăng men gan mình thấy loại trừ ha, tóm lại là những loại trừ bằng những xét nghiệm chuyên sâu này thì thực tế cũng sẽ ít xài. Đối với các bạn, nếu các bạn đưa ra bạn đang xem các bạn có
mãi mà không đủ cho chỉ định này. Tại vì đó là bác sĩ làm chỉ định. Nếu mà bạn muốn cho chỉ định này, các bạn phải gửi chuyên khoa. Đó là sở ở thành phố, làm việc thành phố, không còn thực tế, các bạn về phải quyết tỉnh, phải thậm chí là sẵn chưa biết được đến cái tiêm y tế này. Cũng không nên. Thì ở đây các bạn đọc qua như biết đó. Thế là thế, ví dụ như cái sự tiêm thôi. Ở đây nó có một cái bài, thì cái bài này nó sẽ, sau đó các bạn gửi cho các bạn, phải đọc thêm nha. Cái này chỉ là chuyện thôi. Không có đi sâu mà cái mọi người. Rồi, những cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ hóa gan thì ngoài ra ngoài cái xét nghiệm máu thì là cái AFAIN thì cái này cũng có hay là thì lâu dài không làm. Rồi còn những cái phyrostat này kia thì chuyên khoa làm thôi. Siêu âm CT rồi các cái siêu âm về đàn hồi gan á, hoặc cộng cũng từ đàn hồi thôi thì mấy cái này thường là đắt tiền hơn. Đây những cái kỹ thuật về cái siêu âm đàn hồi gan ha. Đây cái phyrostat là cái gì, các bạn thường nghe lâm sàng hay nói đúng không? Thì cái fire scan đó là gì, siêu âm đàn hồi máy khoa gan đó. Thì hạn chế của nó là đối với những người béo phì hoặc có trục khoáng mình sẽ không làm được cái view scan này. Mục đích của nó là gì, thì nó sẽ đo được cái mức độ đàn hồi của cái gan, tùy cái mức độ đàn hồi của gan thì sẽ xác định được nếu là gan hay là nó sơ nhiều hết. Đây thì em có được FD thông qua năm 2013 và có cái bản lên tôi mặc cái độ sơ hóa thì tùy mức độ. Rồi, thực ra thì nó cũng sẽ cung cấp được cái chi tiết khác này. Ngoài ra thì cái kỹ thuật tạo hình sơ bức hoặc sẽ âm đây. Các bạn sẽ đọc lên những bước lên cái kỹ thuật này, kỹ thuật mới cho cái chất đoán thì chỉ có thể lý nghe. Ở siêu âm CT đặt tên điểm đó kết hợp siêu âm Doppler nó sẽ gì sử dụng được trên những cái bệnh nhân còn béo phì đáng bụng, tức là nó bị khắc phục những cái của cái bệnh scan. Rồi hạn chế thì sao, cái hạn chế cả với nhạy với động tác thở và nó liên quan đến cái kỹ năng. Rồi, cái này nó hơi sâu đó. Giới thiệu bài của bạn không? Đây, kết lại cái phần này. Các bạn nên có nguy cơ cao, bạn nên có béo phì, thái hóa đường, chuyển hóa với lại chuyển hóa. Thì khi siêu âm mà có gây chuyển mỡ, tức là nếu không có gan mỡ thì thôi, có gan thì mỡ thì phải xác định qua đó là em có đơn không, hay là đi gan và đi gan mỡ không có được hết. Đây, kết lại cái một phần. Rồi, rồi như vậy thì mình quá ngay cái phần chính đúng không? Đó là cái bệnh gan, bệnh tổn thương gan do rượu và bệnh gan nhiễm mỡ hoặc từ chưa. Rồi cái gần như là mình cũng đã sắp trả lời được cái tình huống lâm sàng đầu tiên rồi đúng không ạ? Thì có bạn có cái suy nghĩ nào không, trả lời thử cho để là một cái nãy đầu giờ gan nhiễm mỡ hoặc đến thứ tư rồi đúng không, có bạn thử trả lời. Cái nghĩa là cái mình thứ nhất là mình đọc cái thói quen, thứ nhất là khi mình gặp chúng ta thì mình sẽ phải nghĩ đến đầu tiên hết là cái khả năng là mình không thể đúng không ạ? Rồi sau đó mình sẽ hỏi bệnh theo cái hướng để tìm cách loại trừ những cái nào mình thích nghĩ nhất và để khẳng định cái mình đang nghĩ gì đúng không?
Nghĩa là sao để mình ra được cái list này trên đầu mình. Nhất mình có cái kiến thức về nó là cơ bản nền tảng nãy giờ mình cũng đã cung cấp cho bạn hai cái nhóm khá lớn mà thường gặp Việt Nam. Các bạn như là nãy giờ có nói một cái gì hay là một cái biển này thì nó cũng ít gặp hơn chứ không phải là ít gặp. Dựa đến với hai cái là cái tổn thương cho gút thường là bệnh lý cấp tính, nó thường do tổn thương do được mà do gì suy gan cấp thì nó là làm rõ rồi do cái bệnh đó thì cũng phụ ít thôi. Còn hai cái bệnh này cũng rất là thường gặp đúng không ạ? Hai nhóm bệnh cũng rất là thường gặp đó, các bạn cũng phải có một cái khái niệm đó đúng không ạ? Rồi thế thì nó tịch bài nó nhớ
cô cũng biết mà. Nhưng mà trời nói tên nó là mệt không mà. Rồi cái chú là mệt cuối. Phải không? Tại bữa đó tôi nói với ngờ cái gì mất chú cái chú là mệt. Rồi các bạn còn gì hỏi không? Dạ. Nếu không hỏi gì á, suy nghĩ tiếp tục về cái tình huống ở trên đầu giờ ha. Sau trả lời cho tôi nhé. À quên lộn, cái tên ha. Hẹn gặp lại.